Dương Mai Chiếc Chè Bông xin chào quý cô chú anh chị, còn xa đã quay trở lại với em nha. Cả nhà ơi, trời ơi, cái lô mai năm nay em nói thiệt là lô nhà em nuôi cái nào cái nấy nó xanh lè xanh lét luôn cả nhà. Đó, nó mơn mởn như gái 18 luôn. Cây em đảm bảo là không một nấm bệnh, không một sâu luôn nha, không một cháy lá. Cả nhà nhìn nè, đó, cái lô này nay nuôi đúng phê luôn, đúng đẹp luôn cả nhà. Và số lượng em rất là nhiều nha. Đó, ngày hôm nay em tri ân khách hàng đặc biệt nè. Dòng này dòng giả Phú Tân, thì mọi người đã biết cái dòng này á, là hai của nó là phơm tròn và đặc biệt là nó rất là dễ chăm dễ trồng. Mà cái cây nó bự vậy nè cả nhà, em dơ cho cả nhà mình xem nè, ginh một tay không nổi luôn, giết nổi chuột luôn. Chiều cao nó từ 45 cho đến 50 luôn á cả nhà. Đây nè, đó cả nhà nhìn nè, hồ ô 200k thôi cả nhà. Hai cây vậy nè có 400, bên em còn receipt cho cả nhà nha. Rồi chương trình tri ân nữa nè, 10 cây tặng một luôn đó. Đó cả nhà thấy không, lô này về chúng ta chơi Tết Vivu luôn nha. Đế cũ thì bây giờ xử lý hết, cây nào cũng xử lý rễ hết, liền cốt uống dán lông hết. Rồi ngoài cái lô siêu nụ thì bên em còn, ủa, Phú Tân bên em còn lô giả siêu nụ nè. Đó thì nói về dòng siêu nụ thì thôi, cả nhà đã biết rồi, cái dòng này á, là hoa nó nhiều lắm, nụ của nó cũng nhiều luôn à. Bởi vì người ta gọi nó siêu nụ thì dĩ nhiên bản năng của nó quá nụ nên người ta mới gọi là siêu nụ cả nhà. Bây giờ nè nó tự tạo luôn, bây giờ nụ nó tự ra luôn nha, không có làm gì hết trơn cũng tự ra nụ luôn. Cây chành bành vậy nè cả nhà. Đó, chiều cao từ cho 40 cho đến 50 luôn, giá 2 xị luôn cả nhà. Coi cây em ginh, nói thật lòng là cây này ginh không nổi nha. Bây giờ dở dở lên cho coi thôi chứ ginh không có nổi thiệt tình luôn nè. Ngã ngã cho coi chơi chứ ginh đâu nổi cây này đâu. Quá trời bự luôn cả nhà. Đó, đây nè. Hoa nó đẹp lắm luôn. Đây là dòng giả siêu nụ cũng 200 luôn cả nhà. Nếu lấy hai cây thì cũng bao ship luôn nha. Rồi bên em còn rất là nhiều loại nữa cả nhà. Rồi qua bên đây hàng chơi Tết tiếp nè, cúc 24 36 cánh dòng cúc Tân Châu nha. Đây nè. Đó, lô bên đây cũng không có thua kém gì những cái lô em vừa mới quay đâu. Lô này là lô cúc nãy giờ giới thiệu giả, bây giờ tới cúc nè. Đây là cúc 24 36 cánh. Ông nội ơi, lô này đẹp nè. Cả nhà nhìn nè. Nè, đế nè, cốt của nó nè. Cốt bành 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 không hé nút nụ thì bây giờ đang tạo rất là nhiều. Cây này to lắm nha. Đây cả nhà nhìn nè, đó, cây này cũng 200 luôn cả nhà, hai cây bao ship luôn, hàng cúc Tân Châu nha. Đó, rồi nếu mà ai thích cái dòng nào thì alo cho Vườn Mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.